tờ The Washington Post ngày 30 tháng 6 dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns đã bí mật đến Kiev trong tháng 6. Ông Burns đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine. Trong các cuộc gặp, ông Burns đã được nghe giới chức Ukraine trình bày chiến lược tham vọng nhằm giành lại lãnh thổ và mở cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn trước cuối năm nay. Các nhà hoạch định quân sự tại Kiev đã truyền đạt đến ông Burns và những người khác về sự tự tin đang tăng dần của họ trong mục tiêu giành lại phần lớn lãnh thổ trước mùa thu, đưa các hệ thống pháo và tên lửa đến gần giới tuyến do Nga kiểm soát tại Crimea, đẩy sâu hơn vào miền đông Ukraine và rồi mở các cuộc đàm phán với Moscow lần đầu tiên từ khi đối thoại hòa bình đổ vỡ vào tháng 3 năm ngoái, The Washington Post viết. Theo các quan chức, chuyến đi diễn ra ngay trước cuộc nổi loạn của lực lượng đánh thuê Wagner tại Nga. Mặc dù cộng đồng tình báo Mỹ từ giữa tháng 6 phát hiện thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin của Wagner âm mưu tấn công, nhưng thông tin này không được thảo luận trong các cuộc gặp giữa ông Burns và các quan chức Ukraine. Các quan chức Mỹ và Ukraine đã nhấn mạnh rằng họ không liên quan gì đến cuộc nổi loạn của Wagner. Tờ The Wall Street Journal mới đây đưa tin, giám đốc CIA cũng đã gọi điện cho giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga Sergei Naryshkin sau vụ nổi loạn để nhấn mạnh rằng Mỹ không liên quan gì. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,